Bên phía billboard, anh bị rơi xuống một nơi có một con yêu tinh chuyên ăn thịt. Nó vô tình làm rơi chiếc nhẫn quyền năng. Đây chính là chiếc nhẫn mạnh nhất trong loạt phim của chú nhẫn sau đó. Bibo cầm thanh kiếm của mình lên, tiến tới nhặt lấy chiếc nhẫn. Nhận thấy không còn nguy hiểm nữa, Bibo đi ra thì gặp tên yêu tinh này. Nó nói rằng nó tên là Goblin. Sau đó, Goblin cho Bibo sự lựa chọn. Nếu như cậu đoán đúng, câu đố nó sẽ đưa cậu ra khỏi đây. Nếu như đoán sai, Bibo sẽ bị nó ăn thịt. Khi bữa tiệc sinh nhật 111 tuổi của mình sắp cận kề, Bibo Baggins của xứ Share bắt đầu viết toàn bộ câu chuyện của mình về cuộc phiêu lưu 60 năm trước cho cháu trai mình là Frodo Baggins. Người cháu trai này là nhân vật chính của loạt phim Chú Nhẫn tuyệt hay. Tiếp theo, ông kể cho mọi người nghe về một nơi mang tên tọa lạc thành phố Đeo. Người dân an cư lạc nghiệp sống hòa thuận hạnh phúc, giàu có bởi thành phố này nằm ngay cạnh cửa của vương quốc vĩ đại nhất bấy giờ, đó là Erebor. Nơi đây là thành trì của Thor, vị vua dưới gầm núi của xứ sở người lùn. Ông trị vì với một niềm tin tuyệt đối, trị vì với dòng tộc của mình. Lâu đài này được xây ở trong phía lòng núi, của cải vàng bạc ngọc quý của nó nhiều vô kể. Trải qua việc đào bới không ngừng nghỉ, khiến nơi này trở thành nơi giàu có nhất thế giới ngày đó. Rồi tới một ngày, một công nhân phát hiện một viên đá quý vô cùng đặc biệt. Nó được ví như là trái tim của ngọn núi. Thứ quý giá này được đặt tên là Arkenstone. Nó tượng trưng cho quyền lực, ngay cả tộc tiên kiêu ngạo cũng phải nghiêng mình nể phục nó. Đáng tiếc là thời gian ngày càng trôi qua, quốc vương này càng mê muội với số vàng. Rồi cái gì đến thì cũng sẽ đến. Khi tai họa dần dần ập tới, một con rồng lửa từ phương Bắc tấn công vào thành phố. Nó có tốc độ cực nhanh. Rồng ở thế giới này rất hung bạo và có cả ngôn ngữ riêng. Vô số sinh mạng vô tội của thành phố Đeo đã bỏ mạng ngày hôm đó. Nhưng mục tiêu của nó không phải nơi này, mà chính là số vàng trong Erebor. Con rồng to lớn vào càng quét người lùn bé nhỏ thì không thể chống lại nó. Mặt khác, dòng dõi tiên tộc với danh nghĩa là anh em bùng kèo với họ, biết rằng nếu tấn công sẽ khiến họ tổn thất nặng nề, không chừng phải bỏ mạng tất cả. Vì vậy, họ sẽ không vì lời cầu cứu của người lùn mà tấn công con rồng Smaug. Người lùn chỉ còn cách bỏ xa quê hương của mình, đi lang thang khắp mọi nơi. Một dân tộc giàu có bỗng chốc suy tàn, tất nhiên bị mất đi quê hương, người lùn không bao giờ quên mối thù với Smaug. Họ khao khát một ngày đánh bại được con rồng đó và giành lại báu vật của mình. Mọi thứ bắt đầu vào 60 năm về trước. Ngày hôm đó, Bilbo gặp được một ông lão phù thủy giống như Ignis trong liên quân. Ông ta tự xưng là Gandalf. Bilbo không quen biết ông, nhưng Gandalf lại mời cậu tham gia vào hành trình mạo hiểm. Đối diện với lòng nhiệt tình của Gandalf, Bilbo lại chọn cách trốn tránh. Trước khi đi, Gandalf để lại trên cánh cửa của Bilbo một biểu tượng màu xanh. Đêm hôm đó, Bilbo chuẩn bị dùng bữa tối. Đột nhiên bên ngoài có tiếng động, một người lùn tới chào hỏi, rồi xông thẳng vào nhà. Chẳng bao lâu sau, một người lùn nữa tới, họ tới đây ăn uống như nhà không người. Cứ thế, những người lùn khác cứ liên tục kéo đến nhà anh. Ngôi nhà bình thường nay trở nên đông đúc, không những thế, đồ ăn trong nhà cũng bị bọn họ ăn hết, rồi đập phá, thậm chí còn gạt đất vào phòng. Sau đó, âm thanh đột nhiên dừng lại khi người tiếp theo chính là cháu trai của vương quốc, hoàng tử Thorin. Anh ta nói rằng bị lạc đường ra cầu giấy nên tới muộn. 13 người đã tập hợp đông đủ. Gandalf bèn lấy ra một tấm bản đồ, hành trình đi tới ngọn núi cô đơn, quê hương của người lùn. Sau đó, Gandalf đưa một chiếc chìa khóa cho hoàng tử, nói rằng nó có thể mở được vào một lối đi bí mật vào bên trong lâu đài. Mọi người không hiểu tại sao Gandalf khăng khăng thuyết phục Bilbo tham gia vào cuộc hành trình đầy chết chóc này. Các người lùn đều cho rằng Bilbo quá yếu đuối, đến chính cậu ấy cũng từ chối lời thỉnh cầu của Gandalf. Nhưng sau đó, với lòng đam mê khám phá thế giới bên ngoài, buổi sáng ngày hôm sau khi ngủ dậy, cậu phát hiện mọi người đã rời đi. Bilbo cầm theo bản hợp đồng lao động vẫn chưa được ký kết, chạy ra khỏi thị trấn. Anh ta tìm được đội của Thorin và nói rằng sẽ tham gia vào hành trình này. Từ đây hành trình bất ngờ chính thức bắt đầu. Vừa đi đường vừa nghỉ chân, bọn họ kể cho Bilbo nghe về bọn Orc. Năm đó, sau khi toàn thành bị Smaug chiếm giữ, các người lùn dự định sẽ đoạt lại vương quốc cổ của mình. Nhưng bọn người Orc đã nhanh chân hơn, không còn cách nào khác, hai bên chỉ còn cách khai chiến. Thủ lĩnh của bọn này là Azog, kẻ ô uế. Hắn ta đã giết được quốc vương quân đội người lùn như rắn bất đầu. Thorin nhìn thấy ông bị giết khiến anh ta vô cùng tức giận. Thorin tiến tới giao chiến với Azog. Azog sau đó bị anh ta đánh cục tay khiến bọn chúng bại trận. Mặc dù giành được chiến thắng, nhưng người lùn còn lại sống sót cũng không nhiều. Tên Azog đó được đám thuộc hạ cứu sống vô lũi trong bóng tối. Ở phía bên kia sườn núi, hai tên Orc phát hiện ra nhóm người của người lùn đang ở đây. Ở một phân cảnh khác, một pháp sư đã nhìn thấy động vật chết rải rác, kể cả thực vật cùng lụi tàn. Ông phát hiện ra bọn sinh vật này bị yểm một pháp thuật. Nhận thấy không hay, ông liền đi tìm chứng cứ.
Gandalf và Thorin nảy sinh mâu thuẫn. Gandalf cho rằng người lùn nên bỏ qua thù hận, tiếp nhận sự giúp đỡ của tiên tộc. Thế nhưng Thorin lại không chấp nhận ý kiến của ông. Gandalf nóng giận tạm bỏ đi. Trời tối, Bilbo phát hiện ra ngựa bị mất. Đi ra sau mới phát hiện ra đó là ba tên troll đã bắt trộm ngựa của bọn họ. Anh dự định sẽ chạy tới giải thoát cho đám ngựa, nhưng anh không may lại bị bọn chúng tóm được. Mọi người cùng chạy tới giúp đỡ, nhưng ba tên này to lớn, rõ ràng là một lợi thế. Vì vậy bọn này đã bắt hết cả 13 người. Bilbo với sự mưu mẹo của mình đã câu giờ bọn này. Vừa kịp lúc nguy cấp thì Gandalf tới ứng cứu. Ông phá đá khiến ánh sáng chiếu vào, biến ba tên khổng lồ quá đá. Có bọn trôn ở đây, chắc chắn có hang ổ của bọn chúng. Khi tìm thấy hang của bọn chúng, bọn họ phát hiện rất nhiều những thanh kiếm của tiên tộc rèn. Lúc rời đi, Gandalf còn đưa cho Bilbo thanh kiếm ngắn, nói rằng nếu có nguy hiểm xung quanh thì thanh kiếm sẽ sáng lên. Vừa kịp đi tiếp, bọn họ gặp được Radagast, hay gọi là Radagast áo nâu, là một trong nhóm ngũ đại pháp sư có tên là Istari của lục địa trung tâm. Radagast kể với Gandalf một thế lực bóng tối mà ông phát hiện đang trỗi dậy tại Dol Guldur. Nơi này ẩn chứa nhiều linh hồn xấu xa đã tấn công ông ấy. Thứ xấu xa này phải biến mất từ 400 năm trước, nay lại xuất hiện. Chắc sẽ có một tên nào đó cầm đầu. Vừa được một lúc thì lũ orc đã tìm thấy bọn họ. Nhóm của mọi người mau chóng bỏ chạy. Radagast lợi dụng xe kéo của mình để dụ bọn sói theo hướng khác. Sau đó nhóm của Bilbo với sự dẫn dắt của Gandalf trốn thoát tới một tòa thành ở phía xa. Đây chính là Rivendell, lãnh địa của tộc tiên. Thorin lấy tấm bản đồ ra, dựa theo chỉ thị của vua Elrond, mọi người biết được có bí mật của nó. Chỉ có dưới ánh sáng của mặt trăng, tấm bản đồ mới hiện ra một đường dẫn bí mật. Đêm đó, một hội đồng trắng được thiết lập, gồm Gandalf, lãnh chúa Elrond, pháp sư áo trắng Saruman và công nương Galadriel bàn về cuộc phiêu lưu của những người lùn. Khi Gandalf nói về khám phá mới của Radagast thì Saruman tỏ vẻ hoài nghi, cho rằng những điều về Radagast mà Gandalf nói là quan đường, vì bọn họ cho rằng chúa tể Sauron đã bị đánh bại. Trong khi đó, nhóm người lùn tiếp tục di chuyển mà không có Gandalf. Họ treo đèo lội suối, đi đến được một hẻm núi sương mù. Nhưng tại đây, bọn họ gặp phải sự tấn công của hai tên khổng lồ đá to lớn. Trận đấu của hai tên khổng lồ khiến họ bị kẹp ở giữa. Trải qua nhiều gian nan, mọi người mới thoát khỏi khu vực nguy hiểm và tiến hành nghỉ ngơi tại một khu vực gần đó. Ban đêm khi mọi người đã ngủ say, Bilbo phát hiện thanh kiếm của mình đang phát sáng. Ngay sau đó, cát dưới mặt đất nứt ra, họ rơi xuống một hang núi. Tại đây, nhóm người lại bị bắt vào hang ổ của bọn Goblin. Bilbo không bị bắt, nhưng anh gặp phải một tên Goblin. Anh với nó đánh nhau, bị chăn xuống một hẻm núi. Đám người lùng được đưa đến cho tên cầm đầu. Tên thủ lĩnh phát hiện ra Thorin, liền cho người đi gọi tên Azog để nhận tiền thưởng. Bên phía Bilbo, anh bị rơi xuống một nơi, có một con yêu tinh chuyên ăn thịt. Nó vô tình làm rơi chiếc nhẫn quyền năng. Đây chính là chiếc nhẫn mạnh nhất trong loạt phim của chú nhẫn sau đó. Bilbo cầm thanh kiếm của mình lên, tiến tới nhặt lấy chiếc nhẫn. Nhận thấy không còn nguy hiểm nữa, Bilbo đi ra thì gặp tên yêu tinh này. Nó nói rằng nó tên là Goblin. Sau đó, Goblin cho Bilbo sự lựa chọn. Nếu như cậu đoán đúng, câu đố nó sẽ đưa cậu ra khỏi đây. Nếu như đoán sai, Bilbo sẽ bị nó ăn thịt. Hai bên trả lời, ăn miếng trả miếng đều không sai. Cuối cùng Bilbo hỏi Goblin một câu hách não. Có gì trong túi của Bilbo? Lúc này con yêu tinh Goblin đột nhiên phát hiện ra báu vật của nó đã mất. Nó cho rằng Bilbo đã lấy cắp nó. Bên kia đang chuẩn bị giết hạ Thorin, đột nhiên một ánh sáng chiếu vào trong động. Gandalf bước ra từ trong bóng tối. Lúc này một cuộc chiến khốc liệt xảy ra dưới sự chỉ huy của Gandalf. Bọn họ đã quét sạch đám lính này, giết chết Great Goblin, sau đó thành công chạy thoát khỏi nơi này. Bên kia Bilbo nắp vào một vách đá chiếc nhẫn trong túi cậu giăng ra, vừa khéo rơi vào tay cậu ấy. Khi chiếc nhẫn vừa rơi vào ngón tay, cả người anh bỗng nhiên biến mất. Anh phát hiện ra khi đeo chiếc nhẫn này vào có thể khiến anh tàn hình. Bilbo có thể giết chết Goblin bất cứ lúc nào, nhưng nhìn khuôn mặt nó đáng thương nên anh đã bỏ qua. Bilbo rời khỏi núi và gia nhập với mọi người. Anh giữ bí mật về chiếc nhẫn mới lấy được của mình. Sự vui mừng chưa được lâu thì ở phía xa bọn orc lại tới, đi theo là tên thủ lĩnh của bọn chúng. Họ điên cuồng trốn chạy. Gandalf mệnh lệnh tất cả mọi người trốn lên cây. Sau đó ông truyền tin thông qua một con bướm. Hiện tại chỉ có một con đường duy nhất, nhưng đã bị kẻ ô quế Azog chặn lại. Đàn sói cũng được lệnh xông lên cây. Những cái cây lần lượt bị chúng làm đổ. Khi cái cây cuối cùng ngã xuống, Gandalf dùng phép thuật đốt cháy quả thông rồi truyền cho nhau. Sau đó bọn họ dứt vào đám sói. Thorin biết rằng cứ thế này sớm muộn cũng bị giết. Anh biết rằng anh từng đánh bại Azog nên tin rằng mình có thể làm lại điều đó. Anh liều mình xông lên với thanh kiếm Orcris, tiến về phía Azog. Tiếc rằng thời thế đã thay đổi, con sói của hắn đã đạp ngã Thorin. Nhìn thấy Thorin sắp bị bắn chết, Bilbo liền cầm thanh kiếm của mình tiến lên chặn lại bọn Azog.
dưới sự dũng cảm của Bibo, những người lùn khác cũng sẵn sàng đi tới chiến đấu. Nhưng quả lực của bọn chúng quá đông đẩy bọn họ vào đường cùng. Đột nhiên trên bầu trời xuất hiện những con đại bàng to lớn. Chúng lần lượt ném từng tên sói thả xuống vực. Mọi người được nó trợ giúp, cưỡi lên lưng chạy thoát. Bay qua bao tầng mây, đỉnh núi cho tới khi thoát khỏi nguy hiểm mới thả bọn họ xuống. Đến cuối cùng, Thorin bỏ qua thái độ coi thường Bibo, định nghĩa lại lòng dũng cảm của Bibo. Bọn họ bắt đầu có niềm tin tưởng vào nhau. Bọn họ hướng về ngọn núi ở đằng xa quê hương của người lùn, chính là ngọn núi cô đơn đó. Bên trong tòa lâu đài đó, có con rồng Smog đang ngủ say trên kho báu. Đột nhiên nó tỉnh dậy giống như cảm nhận được điều gì đó. Và từ đây hành trình tìm lại quê hương lại tiếp tục ẩn chứa, phía xa còn điều gì khó khăn với họ. Và họ có thành công đánh bại con rồng to lớn này không? Các bạn cùng chờ đón phần 2 của bộ phim này nhé. Bộ phim kết thúc tại đây. Bạn thấy sao về bộ phim? Hãy comment ý kiến xuống phía dưới nhé. Tạm biệt.